Hello, xin chào các bạn, chúng ta lại tiếp tục về với series hướng dẫn tân thủ ở từ game Tiểu Yêu Tầm Đạo các bạn nha. Và mình thì vẫn đang chặt cây đây, hiện tại mỏi quá đang nghỉ một tí. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một chút, đó chính là tân thủ thì nên chơi cái dòng nào. Vì nhiều bạn cứ hỏi mình không biết là nên chơi né, chơi bạo kích hay chơi liên kích hay như thế nào. Thì câu trả lời của mình luôn á, bởi vì khi mà các bạn trong đấu trường này các bạn hay thấy một số bạn đứng ở top cao, các bạn ấy build né đúng không? Thế mà mình khuyên các bạn là nếu như các bạn là tân thủ á, thì các bạn nên build liên kích cũng như là bạo kích cho mình nhé, bởi vì là nên chơi hai dòng các bạn ơi. Thì lý do là tại làm sao thì mình sẽ chia sẻ, cũng như là ở phần tiếp theo thì mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn là cách làm thế nào để có thể là build liên kích kết hợp với cả linh thú rồi thì tinh quái sao nó chuẩn nha các bạn ơi. Hiện tại là mình cũng chơi liên kích và bạo kích nha, cho các bạn xem qua một chút về chỉ số này. Liên kích của mình đang là 84% và bạo kích của mình là 69,8%. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi cái trấn yêu tháp để cho các bạn xem khả năng liên kích của con ngộ không của mình nha. Dã đi. Ủa, chưa thấy liên kích đâu cả. Một phát, nhưng mà có bạo kích rồi các bạn ơi. Và các bạn thấy là, đấy, các bạn thấy chưa? Trời ơi, được đấy chứ các bạn. Tức là với khả năng liên kích đấy kết hợp với cả bạo kích nữa, thì có những phát nó đánh 3 phát liên tiếp các bạn ạ. Và trong 3 phát đấy nó lại bạo kích tầm 2 phát. Thì sức sát thương gây ra cực kỳ là lớn luôn. Lý do tại sao mà các bạn không nên chơi vào né các bạn, bởi vì cái gì này, phục linh đen nó chửi mình các bạn ạ, cái nhở. Thì tại sao các bạn không nên chơi vào né, bởi vì là nếu như các bạn né thì đúng là đi PK nó có lợi thật, nhưng mà bởi vì nếu như các bạn mà không đua top và các bạn build né khó chơi lắm, đặc biệt là các bạn nông dân nữa, thì chúng ta cần phải đi vượt ải này, rồi thì chúng ta cần phải đi khiêu chiến yêu vương với cả dị thú xâm lược các bạn. Mà trong cái phần dị thú xâm lược này, nếu như chúng ta build né thì sẽ không có nhiều sát thương. Và không có nhiều sát thương thì chúng ta sẽ không có nhiều phần quà rơi ra ở đây nha. Thì khi các bạn chơi liên kích với bạo kích thì linh thú mà các bạn có thể lựa chọn đầu tiên thì cứ ở những giai đoạn đầu nha các bạn cứ build mắc con ong cho mình. Và sau đó nếu như các bạn là nông dân thì các bạn chơi thêm con vô chi kỳ này cho mình nha, bởi vì em nó có khả năng tăng liên kích. Còn nếu như các bạn nạp hẳn như mình ấy thì các bạn sẽ chọn luôn cho mình em bạch hổ nha các bạn. Trong cái phần tinh quái thì hiện tại bây giờ là các bạn đang rất ưa chuộng cái em phù tang, bởi vì có khả năng hồi sinh, thì đúng là cái này ngon thật các bạn ạ. Em này thì quá trời quá đất ok rồi. Thêm vào đó thì có một em, đó chính là Đào Ngột, thì ở ngay hiệp 1 là em nó đã nhận được 20% phản công cũng như là liên kích nữa, thì rất là ngon lành. Kèm thêm đó chính là khả năng choáng, rất là ok, thì mình cũng đã sở hữu rồi. Hiện tại thì mình chơi thêm em lôi công nữa, bởi vì là mình chơi con ong. Nếu như mình chơi ong thì hiệp nào cũng dã, mà em này thì cứ một lần gây thêm sát thương, phóng kỹ năng là kiểu gì cũng có thêm 20% công nữa các bạn. Còn trong cái phần tiên hữu thì các bạn nên chọn em tiểu tử cho mình nha. Ở level 80 thì khả năng bạo kích của em đó đã cộng thêm 20% rồi. Và đặc biệt nữa đó chính là mình thấy em này thì nó rất là ngon, khi mà nó sẽ tăng lên cái xác suất khi chúng ta chặt cây tự động á. Ok, thì bạn nào là fan của liên kích và bạo kích thì nhớ để lại comment ở bên dưới cho mình biết về nhá. Và nếu như các bạn là tân thủ mới chơi game thì có thể click vào cái danh sách phát đang hiện trên màn hình để có thể là xem nhiều video hơn về hướng dẫn tân thủ Tiểu Yêu Tầm Đạo nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.